Vào đây đi. Chị ở đây có gì vậy chị? Đây chán thịt heo đúng không? À, lấy cho em một phần đi. Đặt sạn chanh nè, lấy cái thịt heo nè. Ờ, lấy cái mặt định đi. Rồi. Đây nè, quán này là quán nó chính là bạn mình chỉ mình tới đây nè. Đến đặc sản có năm số 11 Nguyễn Văn Linh. Đây có đặc sản Trần đặc biệt. Có nữ bò gì? Bắp chua à, cái này gọi. Salad bắp của Thái. Rồi, cảm ơn. Đấy luôn. Bây giờ đi ăn là lắm lúc nào cũng có cái này luôn đó. Ai có nào cũng như có nào cũng có bánh tráng này nè. Ừ, ở đây có lẩu đặc biệt nữa hả? Lẩu đặc biệt bó chua. Nè, quay cái menu này nè. Đợi đằng sau này có luôn á, có luôn. Quá đẹp ha. Ủa cái này là ăn sao chị? Là sao? Có nghĩa là lấy cái này cho ăn đây. Ủa mà cái này là cái gì? À cái là cái dạng như dạng bún đúng không? À. Rồi. À, rồi. Cảm ơn nha. Bây giờ mình sẽ cuộn thử cho mọi người coi nha mọi người. Nãy mình cũng hỏi cái chị kia cho làm sao rồi. Có nghĩa là bây giờ là mình sẽ làm như vậy. Ấn vô một cái. Ở đây là có bên đây là sếp bánh tráng nha, đây là có cái sếp tạo dựng cái bún của bún mình á. Mình sẽ nhấc lên. Này như vậy. Rồi mà sau mình sẽ đây rau nè, mình sẽ có được cái tô nè. Cũng lủi nè. Cái ra này là cái bắp bào nè. Dưa leo. Chuối xanh. Salad. Rồi cuối cùng là mình sẽ cho một cái thịt heo vào. Mình chấm cái này là nó cũng dạng như kiểu mắm lêm rồi nha mọi người. Thì nhưng mà ở miền Trung thì chắc nó sẽ làm mà hơi đậm hơn xíu rồi. Bây giờ xin mọi người nè. Mời mọi người nha. Ăn được mọi người. Bình thường á người cho cái bánh đa là vào cho nó giòn hơn này, nhưng mà mình không thích. Ăn nó giòn, ăn là ngoài ngon hơn. Ngon. Mình để ý kiểu là ăn bánh tráng thịt heo rồi gọi cá của cái chiếc á, thì được gia vị của nó cầm rau là cũng vậy rồi, cũng quá cũng nổi salad rồi dưa leo
rồi cũng có giá nữa. Bây giờ đây này có tiếp tô lá quế à, cảm nhận của quán mình là về một món này là nói chung là đặc sản ở ngoài Đà Nẵng thì nổi tiếng là bánh tráng heo thịt này, cuốn thịt heo thì ở đây thì làm mà chất lượng đồ ăn ngon, bánh tráng mềm, như thế nào đi đâu là đi đâu cũng bố rồi, mình ăn không hết đi đâu luôn, nó đi đâu rồi rất là nhiều. Thì giá cả thì nói chung là tiền là của đấy thôi, hàng ngon thì giá hơi mắc một chút nhưng mà đảm bảo về chất lượng và ngon. Các bạn mà không chê thì có thể tới đây ăn được, nói chung là hai người một phần này là 200.000 thì nói chung là cũng vừa giá đâu người, đối với mình thì chắc vậy. Mình ăn xong rồi, cái này cái cuối cùng rồi, nhưng mà ăn xong rồi bây giờ chuẩn bị mình qua ra bên bãi biển rồi kiếm miếng hải sản ăn nữa. Mời mọi người xem cho mình nha. Này 4/8 mà. 4/8. Con này nằm món gì chị? Con này nằm món gì? Nướng cháo. Hay là rang muối. Rang muối à? Con nướng được. Thôi em nghĩ chị rang muối cho nên xẻ ra cái muối ha. Rồi một con tôm hùm rang muối. 4/8. Dạ. À, cái tôm hùm ở đây là giá là 1.400.000 một ký, còn so với lại ở mà ở ngoài bãi biển á thì mình bố mình cũng đi hôm qua mình cũng đi ngang rồi hỏi là mình là như là 2.500.000 tới 2.500.000 một ký mọi người ạ. Cái kia nó mắc gấp đôi mọi người. Ai mà đi cái Đà Nẵng thì mình có thể tới quán hải sản ăn được. Bây giờ mình xin phép mình ăn miếng đây. Mời tất cả mọi người nha. Ngọt. Thật dai, chất lượng ngọt. Rồi. To đầy mồm á. Mới luôn rồi. Bây giờ mình sẽ thử một con tích nha. Ai sẽ biết cách tôm tích thì mình chỉ nè. Mình phải cắt hai cái bên nè, hai cái bên cái này nè, bóc được. Đây hỏng luôn. Nhưng mà mấy cây là đắng á. Để á. Mình cùng mấy cây lắm. Mình coi cái miếng hôm nào. Nè, ớt đây. Ớt đây này, cái mối tiêu này. Cả cái này ớt này. Ăn cay không nổi. Xử lý cái đậu này. Thank you.
lắm mọi người. Cái này là càng tôm nè. À, bây giờ mình ăn xong mọi người. À, cả hai cái con tôm hùm và con tôm tích này là tất cả hết 800 ngàn mọi người. À, một con tôm hùm lớn nửa ký và nửa ký tôm tích thì giá cả nãy mình cũng nói rồi, tôm hùm chỉ có triệu một ký thôi, tôm tích chỉ có 450, ghẹ không chỉ có 450 thôi. Nói chung là giá ở cái quán này là gấp đôi là ở ngoài và tứ biển và bốn giáp này nữa. Đây là nhà hàng lão đại nhưng mà rẻ nhiều. À, địa chỉ quán này đó là Lâm Ranh, số là 71 Trương Dương, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Đây mọi người xem cái địa chỉ nhá. Ai mà đi thăm quan Đà Nẵng thì có thể ăn hải sản thì có cái này. Nhưng mà quán này là quán hải sản rẻ gấp đôi, cũng quán khá bình thường vàng. Rồi video mình xin từ đây. Mọi người thấy like và thấy hay thì like và share và subscribe để ủng hộ mình nha mọi người. Bye.